Hello mọi người nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình hơi say nha mọi người. Thì mỗi bữa vợ mình nói là giờ này thì nó hay thèm cà phê sữa nha mọi người. Thì hôm nay mình cũng không có ngủ được, say nhưng mà ngủ không được mọi người ơi. Nhưng mà để mình đập cà phê sữa cho nó uống thì thấy nó nói thèm hoài mà nó làm biếng đi đập mọi người. Thì sẵn tiện hôm nay mình ngủ không được thì mình cũng đi đập để mình đi đập cà phê sữa cho vợ mình uống nha. Ok thì sẵn tiện mình sẽ cho anh vợ mình luôn nha mọi người. Đây lại là mình cho anh nha mọi người. Thì nếu mà mọi người biết muốn biết mình cho anh vợ mình như thế nào thì hãy xem hết clip này nha mọi người. Ok bây giờ mình sẽ tiến hành làm cà phê sữa cho vợ mình uống. Ok let's go. Ok, giờ bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt nước pha cà phê nha mọi người. Ok, thì bây giờ nước sôi rồi mọi người. Bây giờ mình bắt đầu pha cà phê nha. Cà phê sữa rất là ngon nha mọi người. Vợ mình nó thích mình làm cho nó uống lắm. Giờ mình cho sữa vô nha mọi người. Miếng bột ngọt nó đi cho nó ngọt. What? What the fuck? Ngọt thì uống mới ngon luôn nha. Mình rất là thích uống ngọt nha. Hôm nay mình hơi say rồi nên mình làm hơi ngọt quá, không biết giờ mình nó có ngon. Xong công đoạn pha chế rồi nha mọi người. Coi còn cái gì á, cái gì cho nó ngon ngon không. Tỏi bỏ rồi. Tỏi hồi bánh nè, có bánh bánh là năm anh em su nhăn nè. Uống cà phê sữa phải có bánh nhúng ăn nữa mới ngon. Giờ
giờ mình đi đập đá bỏ vô luôn rồi. Ok. Thì mình đập cái trái xong rồi nha mọi người. Giờ mình bắt vô mình bỏ vô rồi đem cho vợ mình uống rồi. Lúc nào cũng ngon, không ngon vợ mình nó sai mình đi đập làm cái gì đúng không? Không ngon nó sai đi đập hoài, không ngon người ai mà sai làm cái gì? Nó say mà còn bắt đi tập cà phê sữa cho uống nữa. Đá đó, mình đi lấy thêm miếng đá nha. Mình vô mình lấy nước đá đó, mình lấy thêm nước đá thì thấy có như vợ mình ăn nửa củ khoai lang còn để đây, rồi củ khoai lang vô luôn để giống như là chặt sữa đó. Nắng lại đây là ok rồi đó. Đè xuống cho nó chìm dưới giống, đè xuống cho nó chìm dưới cho giống trà sữa chứ. Trà sữa trên trời. Này mình làm là hơi sữa chân trâu nha. Ok. Giờ bây giờ mình sẽ kêu vợ mình ra để thưởng thức một ly cà phê sữa đặc biệt của mình nha. Thơm ngon bổ dưỡng. Em ơi, đập cà phê sữa rồi nè, ra uống đi rồi đi ngủ. Ngon ngon vậy. Bánh á ngon. Bánh à. Đó hả? Thì em để sẵn, để sẵn như trong đó cho em khỏi cắm á. Thường người ta không có sữa, người ta hay chấm bánh mì, chấm bánh gì ăn á. Em để bánh sẵn trọng rồi em khỏi chấm, em chỉ múc ăn thôi. Thôi mới tập bụng em muốn không muốn vậy. Thôi em muốn thì em đập, em kêu em đập đã vậy không muốn. Ủa đây. Rồi đây nè. Cái vậy? Nãy kêu anh làm gì luôn rồi. Cái vậy? Thì anh đập cũng giống mỗi bữa mà. Anh bỏ đường nè. Bỏ đường. Ok mọi người. Thì mình làm ly cà phê sữa tốn công tốn sức như vậy mà đã lần nào nó uống xong mà nó chạy ói.
có gì đâu, mình làm cũng như mọi mỗi bữa mà có gì đâu, mình chỉ thêm một chút bánh như phải làm. Mỗi bữa mỗi bữa là anh làm sao? Anh làm cho nó nghe. Thì nè, anh bỏ sữa, cà phê là thành cà phê sữa rồi đúng không? Thì anh bỏ đường, bột ngọt, bánh. Còn gì con nước phải làm nữa. Mày đường hả? Đường mà. Lên để mấy trăm gram đường. 23 cái cào gì đó. Anh lấy mảnh cào nè. Thì cũng ngon như bữa mà. Ngon mà. Thì ngon, ngon uống đi. Không, em uống được. Em giờ này em không uống được. Thôi. Không, giờ này em không uống được. Anh uống đi. Dạ, anh uống đi. Ok mọi người. Mình bỏ quên hũ, mình bỏ lộn hũ muối làm nó mặn chát à. Hai già hàng chi hồi nãy uống xong nó chạy ói quá trời. Mình cứ tưởng là mình cầm hũ đường chứ đâu có ngờ là cầm cái hũ muối đâu. Ok. Yeah. Đi thôi nha mọi người. Ok, vậy là mặn tròn của mình cũng có thể nói như là một chút đỉnh thành công rồi đó mọi người. Nhưng mà nó ép mình uống mặn quá mọi người ạ. Mặn không thể tả nổi luôn, nãy không biết mình bỏ bao nhiêu mà sao mà nó mặn quá trời mặn. Rồi, thì clip của mình tới đây cũng là kết thúc rồi nha mọi người. Thì nếu mà mọi người cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên để lại một like và một đăng ký ủng hộ mình nha. Để mình có động lực thi ra thêm vài cái video nữa. Thì còn bây giờ thì mình chuẩn bị vô sắc mặt mọi người ơi. Ok, bye bye.